Nửa cuối năm 2024, thiên quan chiếu mệnh, bốn con giáp gánh tiền về nhà, tài lộc may mắn bất ngờ ập đến, giàu nứt vách. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, nửa cuối năm 2024 chứng kiến những cái chuyển mình mạnh mẽ kỳ diệu của cuộc sống của những con giáp được nhắc tên sau đây. Quý vị hãy cùng chào đón những cái bước ngoặt kỳ diệu ngoạn mục khi mà tài lộc may mắn nó bất ngờ nó gõ cửa. Những người này sẽ biến họ thành trở thành những cái ngôi sao sáng trong mắt của mọi người. Vận may đáng là kinh ngạc ấy cũng sẽ đưa họ phi nước đại về cái phía giàu sang và cái sự thịnh vượng. Vậy làm thế nào để có thể ôm trọn cái thời cơ thăng tiến như vũ bão này? Ngay sau đây chính là phần luận giải chi tiết. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi hết video để nắm bắt được cái lá số chính xác của mình và biết mình có cơ hội giàu có may mắn đến cỡ nào quý vị nhé. Trước khi theo dõi nội dung tiếp theo của video, quý vị hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và nhấn vào cái biểu tượng chuông thông báo. Bên cạnh đó, quý vị cũng có thể là gì comment những cái bình luận của mình ở xuống bên dưới. Tử Thông cũng sẽ trả lời quý vị trong thời gian sớm nhất. Và bây giờ chúng ta cùng bước vào phân tích những con giáp may mắn nhất trong 6 tháng cuối năm 2024. Vậy thì đó là những con giáp nào? Ngay sau đây chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé. Thưa quý vị, vị trí đầu tiên may mắn là con giáp về cuối năm ấy, được tài lộc song toàn, đó chính là những người tuổi Mão. Quý vị biết ấy, những người tuổi Mão thì trong năm 2023 vừa qua đã là một cái năm mà gặp khá nhiều cái khó khăn do vướng về cục diện là trực thái tuế, đúng không ạ? Và sang năm 2024 thì trong cái khoảng đầu năm ấy cũng là cái thời gian mà họ khá là vất vả khi mà vướng về cục diện là lục hại với thái tuế. Bắt đầu từ thời điểm cuối năm trở đi thì cái vận trình của những người tuổi Mão cũng sẽ được hanh thông thuận lợi. Nói chung ấy, trong vòng xoáy của cuộc sống đô thị hối hả thì những người thuộc tuổi Mão luôn nổi bật với những cái đức tính chân thành và cái sự nhạy cảm. Họ là cái bức tranh sống động của sự kiên trì và tìm kiếm cái giá trị chân thực. Không bao giờ họ chấp nhận khuất phục trước những cái bể bộn hối hả. Đặc biệt, nửa cuối năm 2024 cũng sẽ hứa hẹn là một cái mốc thời gian quan trọng, một bước ngoặt lớn lao trên con đường sự nghiệp và phát triển cá nhân của những người tuổi Mão. Khi mà mọi nỗ lực bền bỉ sẽ được ghi nhận một cách xứng đáng, những người tuổi Mão sẽ thấy cái sức lao động của mình được gì ánh sáng chiếu rọi. Về sự nghiệp thì bước sang năm 2024 năm Giáp Thìn, những người tuổi Mão phải đối diện với khá nhiều cái thách thức, khá nhiều cái khó khăn. Công việc thì nói chung ấy, nó cũng không được như mong muốn. Công danh thì phát triển nó cũng gặp nhiều cái vướng mắc, đòi hỏi những người tuổi Mão phải bỏ ra nhiều cái công sức và cái thời gian hơn. Có những cái thời điểm mà công việc nó khó khăn, chồng chất, bế tắc, khiến cho những con giáp này mất niềm tin vào chính bản thân mình. Nếu như mà không kịp thời ổn định cái tinh thần thì các bạn sẽ trượt dài theo những cái suy nghĩ tiêu cực và rất dễ nhận lấy những cái thất bại. Ngoài ra, những người tuổi Mão có thể bị đồng nghiệp ghen ghét đấu kỵ. Tuy nhiên, càng về cái dịp cuối năm thì cái sự nghiệp của những người tuổi Mão sẽ càng được hanh thông thuận lợi hơn. Các bạn sẽ nhận được cái sự giúp đỡ. Các bạn sẽ nhận được sự giúp đỡ của cấp trên và dễ được thăng tiến trong cái vận trình sự nghiệp. Bên cạnh đó, những người tuổi Mão cũng nên tận dụng tối đa những cái cơ hội này để mà làm cái nền tảng cho một tương lai rực rỡ. Đồng thời cũng duy trì cái sự chân thành và nhẫn nại, chìa khóa để mở ra những cái cánh cửa thành công và hạnh phúc về sau. Bên cạnh đó, về mặt tình duyên thì cái niềm tin trong các mối quan hệ tình cảm của những người tuổi Mão cũng sẽ bị đem ra thử thách trong cái thời gian nửa cuối năm 2024. Những người đã kết hôn thì thường có xu hướng suy nghĩ tiêu cực và các bạn dễ trở nên đa nghi và không hài lòng về đối phương. Chính vì vậy mà không khí gia đình thì nó thường xuyên bị căng thẳng, dễ xảy ra chuyện tranh cãi, thậm chí là có va chạm với những người thân. Các bạn có thể mong đợi vào những cái cơ hội bất ngờ. Vậy nên bây giờ quý vị hãy gạt bỏ tất cả những cái tổn thương trong quá khứ để đón nhận những cái mối quan hệ mới. Chỉ khi các bạn mở lòng mình ra thì mới có thể xóa bỏ được cái khoảng cách và có thể tiến được xa hơn nữa. Tuy nhiên, quý vị đừng để cái vẻ hào nhoáng ở bên ngoài nó đánh lừa, mà hãy để thời gian chứng minh cái sự chân thành của đối phương. Đó. Về sức khỏe thì trong thời gian này những người tuổi Mão nói chung ấy, đặc biệt là trong thời gian cuối năm 2024 thì quý vị cũng phải cần quan tâm nhiều hơn đến cái sức khỏe của bản thân. Các bạn cũng nên chú ý rèn luyện thể chất và duy trì cái lối sống lành mạnh, khoa học để mà tăng cường cái sức đề kháng và cái khả năng miễn dịch. Bên cạnh đó, cái áp lực công việc, áp lực tiền bạc hay là những cái muộn phiền về tình cảm cũng có thể khiến cho các bạn đôi khi bị suy nghĩ tiêu cực và mất ăn mất ngủ, rất dễ rơi vào cái tình trạng là lao lực.
Những người tuổi Mão cũng nên chú ý an toàn khi tham gia giao thông và tránh những cái tai nạn đáng tiếc xảy ra quý vị nhé. Vì vậy, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình và hóa giải những cái hung tinh, thì những người tuổi Mão hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để được trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mão quý vị nhé. Đó là con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo con giáp may mắn thứ hai xin được chúc mừng tất cả những người tuổi Hợi. Thưa quý vị, năm 2023 là một cái năm cũng khá may mắn đối với những người tuổi Hợi. Tuy nhiên, bước sang năm 2024 và đặc biệt là trong nửa cuối năm 2024 thì con giáp này cũng được dự báo là sẽ bước vào cái chuỗi ngày mà được vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, đặc biệt là những người tuổi Hợi thì với cái nguồn năng lượng tích cực và quan điểm rộng mở. Đấy. Vậy nên những người tuổi Hợi sẽ trở thành cái tâm điểm của mọi cái sự may mắn, thu hút cái cơ hội và cái tài lộc dồi dào hơn. Cái sự lạc quan của các bạn không chỉ được lan tỏa mà còn đem lại cái niềm vui cho những người xung quanh. Họ cũng sẽ là cái chìa khóa để mở ra cái cánh cửa của cái vận may và bước vào một cái lĩnh vực công việc có một cái sức hút mới và ngày càng được gì tiến xa hơn. Thưa quý vị, những người tuổi Hợi thì có cái sự sáng tạo đấy. Và nói chung ấy, với cái sự sáng tạo và cái sự chăm chỉ không ngừng nghỉ cũng sẽ giúp cho họ gặt hái được không ít những cái thành công, nhận được cái sự công nhận và khẳng định giá trị bản thân. Trong môi trường làm việc đấy thì họ cũng sẽ thể hiện được cái năng lực của mình. Về vấn đề về tài chính ấy, thì quý vị hãy chuẩn bị sẵn sàng một cái bất ngờ đấy. Trong cái vận trình tài lộc trong cái phần thời gian nửa cuối năm này, những người tuổi Hợi không chỉ gặp may trong cái việc tăng cường cái nguồn tài chính mà còn có thể kiếm được những khoản lợi nhuận đáng kể từ những khoản đầu tư thông minh. Quý vị đừng quên chăm sóc cái sức khỏe của mình trong thời gian này nhé. Bởi tinh thần của quý vị ấy, nếu mà được minh mẫn ấy, và có một cái cơ thể khỏe mạnh thì sẽ là cái hậu phương vững chắc cho mọi dự định của các bạn ở phía trước. Vậy nên quý vị hãy duy trì cái lối sống lành mạnh để mà tận hưởng trọn vẹn những cái điều kỳ diệu của cuộc đời mang lại. Thưa quý vị, may mắn là có nhận được những lời nhắc nhở cho những người tuổi Hợi trong thời gian này. Quý vị hãy thận trọng nắm bắt lấy cái vận may khi mà nó xuất hiện. Khi mà gặp trở ngại thì các bạn cũng hãy bình tâm và cố gắng vượt qua. Đó. Nói chung ấy, cái phương diện tình cảm của những người tuổi Hợi trong thời gian này cũng được khởi sắc đáng kể. Có thể nói cái điểm sáng nhất là gì trong năm ấy, là gì tụ hội ở cái phương diện tình duyên. Đấy. Những người tuổi Hợi trong thời gian này, đặc biệt là những người độc thân, thì có thể gặp được những mối lương duyên tốt đẹp, gia đình thì có hỷ tín và các cặp đôi thì cũng có nhiều tin vui báo về cái chuyện con cái hay là gì ra mắt chuẩn bị cho cái lễ cưới cuối năm. Những người độc thân thì cũng thường được giới thiệu cho những cái đối tượng khác giới đầy triển vọng, nhưng các bạn cũng cần phải mở lòng mình ra để cho cả hai có cái cơ hội cùng tiến xa hơn nữa. Với những người mà đã bị tổn thương hay là có những cái vết thương lòng trong quá khứ thì đây cũng là lúc để các bạn có thể buông bỏ để mà gì đón nhận những cái hạnh phúc mới đến với mình. Các bạn đừng bận tâm vì những cái người không xứng đáng. Các cặp vợ chồng thì thường xuyên mâu thuẫn đấy, vì những chuyện nhỏ nhặt. Cái điều đó nó có thể khiến cho hai người cảm thấy là chán nản, mệt mỏi, thậm chí là có một số người còn muốn tìm kiếm thêm cái niềm vui ở bên ngoài. Tuy nhiên, quý vị hãy nhắc nhở bản thân quý trọng những cái gì mà mình đang có. Đừng có buông thả chỉ vì những cái thú vui bất chợt. Nếu mà hai người chịu hạ cái tôi của mình xuống, đặt mình vào cái vị trí của đối phương thì mọi chuyện sẽ dần dần được tháo gỡ. Thậm chí là nửa cuối năm quý vị còn đón nhiều cái tin vui về con cái. Thưa quý vị, về mặt sức khỏe thì những người tuổi Hợi nói chung trong thời gian này cũng không gặp phải cái vấn đề gì quá nghiêm trọng trên cái phương diện sức khỏe cả. Muốn có một cái thể trạng tốt thì quý vị cũng nên duy trì một cái lối sống khoa học, điều độ và chăm chỉ luyện tập thể dục thể thao. Nếu mà quá căng thẳng, quá áp lực vì những cái khó khăn trong cuộc sống ấy, thì các bạn hãy chia sẻ với những người đáng tin cậy xung quanh mình để mà nhanh chóng tháo gỡ, tìm cách giải quyết. Những người mà mắc bệnh mãn tính thì nên tuân thủ cái phác đồ điều trị của bác sĩ. Nếu mà thấy chữa trị mà chưa hiệu quả thì cũng chớ nên sốt ruột các bạn nhé. Bởi nó có thể là gì? Cái công hiệu của thuốc nó cũng không phát huy được ngay từ đầu. Các bạn chỉ cần giữ cái tinh thần lạc quan tích cực là cơ thể nó cũng sẽ khỏe hơn rất nhiều. Vì thế để mang lại cái may mắn tài lộc cho mình và bảo vệ mình tránh khỏi những cái hung họa thì những người tuổi Hợi cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để được trợ vận hộ thân.
vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại 0989 349119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Hợi, đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo, vị trí con giáp may mắn số 3 trong thời gian cuối năm ấy, 2024 thì đó chính là những người tuổi Ngọ. Thưa quý vị, bước vào cái thời gian nửa cuối năm 2024 thì đây là một cái thời điểm cắt lành may mắn cho những người tuổi Ngọ, giúp cho những người tuổi Ngọ dễ thở hơn rất nhiều. Đấy. Và nói chung ấy, quý vị cũng sẽ phát triển được một vài cái dự định cũng như là có những cái bước tiến xa hơn trong cái kế hoạch của mình trong tương lai. Và trong thời gian này quý vị cũng có thể hoạch định lại cuộc đời. Đấy. Nói chung ấy, trong bốn con giáp thì may mắn sẽ được báo hiệu bất ngờ. Đấy. Những người tuổi Ngọ cũng sẽ có được cái tài lộc dồi dào. Trong đó đặc biệt là phải kể đến những cái may mắn trời ban cho những người tuổi Ngọ. Cái dấu ấn mạnh mẽ, bản lĩnh và cái sự quả cảm sẽ được khẳng định, mở ra cái cánh cửa của những cái thách thức và cái cơ hội. Con đường phát triển sự nghiệp và cái tài chính thì đầy màu sắc cũng đang chờ đợi những người tuổi Ngọ. Vì vậy các bạn có thể tự tin bước về phía trước với cái tinh thần lãnh đạo và cái khả năng làm việc nhóm nổi bật. Những người tuổi Ngọ sẽ được trao cho cái quyền chèo lái những cái dự án quan trọng và tiếp cận cái nguồn nhân lực dồi dào. Nói chung ấy, các bạn cũng sẽ được mong chờ là sẽ là cái nguồn cảm hứng dẫn dắt đội nhóm hướng đến cái thành tựu đáng kể vươn xa hơn nữa trong tương lai. Thưa quý vị, trong năm 2024 thì chúng ta thấy rõ cái dấu hiệu khởi sắc trên con đường tài lộc của những người tuổi Ngọ. Nói chung cái thời điểm này thì bản mệnh mưu sự thì dễ thành, tranh thủ nắm lấy cái cơ hội để mà thành công vượt trội về cái sự nghiệp của mình. Bên cạnh đó lại được cái lưu niên Thái Dương cát tinh nó chiếu mệnh nữa. Vậy nên là nói chung ấy, công việc nó tiến triển một cách thuận lợi. Cầu công danh sự nghiệp sẽ được toại nguyện. Thời điểm này thì những người tuổi Ngọ có tinh thần làm việc khá là hăng say. Bất kể khó khăn hay là trở lực nào đi chăng nữa thì các bạn cũng đều đảm nhiệm một cách là vui vẻ. Cái tinh thần làm việc ấy cũng sẽ giúp cho những người tuổi Ngọ vượt qua những cái thử thách lớn và tiến đến cái thành công lớn lao hơn trong tương lai. Cái tài chính của bạn thì ngày một thăng hoa, các bạn hãy sẵn sàng đón chờ những cái niềm vui gõ cửa. Nói chung ấy, một nửa cuộc đời của mình vẫn còn đang đợi ở phía trước. Thanh xuân của các bạn nay chỉ mới bắt đầu, nên là hãy lại một lần nữa nhóm nhem lên cái ngọn lửa nhiệt huyết ở trong cái tâm của mình. Quên đi những cái việc lung linh ta linh tinh, hay là đi chữa lành, hay là gì nghỉ hưu sớm, hoặc là gì nuối tiếc cho những cái thất bại. Đấy, quý vị cứ cố gắng, cứ nỗ lực, cứ kiên cường đi, bền bỉ như những ngày mới khởi nghiệp ấy, thì các bạn cũng sẽ đạt được những cái thành tựu lớn. Tuy nhiên, những người tuổi Ngọ cũng cần phải hết sức thận trọng để tránh xảy ra những cái sai sót, dễ phải lấy tiền túi của mình ra đền bù cái thiệt hại. Còn với những người tuổi Ngọ kinh doanh buôn bán thì các bạn sẽ có một cái thời gian gọi là gì? Tương đối là bình ổn, không có nhiều cái biến động hay là rủi ro. Nhìn chung ấy thì cái thu chi thì cân đối, vào ra thì đều đặn. Đời sống tinh thần vật chất cũng khá là rủng rỉnh. Nói chung ấy, trong cái thời gian cuối năm 2024 này thì bản mệnh có thể là mở rộng cái quy mô kinh doanh làm ăn của mình, nhưng mà cũng phải dựa trên cái tinh thần là chậm mà chắc, cũng không nên nóng vội, tránh thiệt hại về cái tài chính. Và quý vị cũng cần phải tỉnh táo để nhận ra những cái chiêu trò của đối thủ trong mọi cái mối quan hệ. Đó. Nói chung ấy, những người tuổi Ngọ sẽ biết cách thu hút nhiều người bạn đến với mình. Đấy, và tạo được một cái cuộc sống bền vững nhờ cái sự chân thành và cái sự nhiệt huyết của mình. Các bạn sẽ không còn đơn độc nữa. Và trên cái hành trình phát triển bản thân ấy, thì các bạn cũng sẽ được cái sự hỗ trợ của những người bên cạnh, của vợ, của chồng, cũng như người yêu thương mình. Bên cạnh đó, cái cát tinh nó xuất hiện nó còn cho thấy các mối quan hệ xã giao của những người tuổi Ngọ cũng phát triển khá là tích cực. Các bạn làm quen được với những cái đồng nghiệp tốt, có cùng chung cái chí hướng và luôn sẵn sàng giúp đỡ những lúc khó khăn. Nhờ có họ mà cái công việc của các bạn cũng sẽ được thuận lợi, suôn sẻ hơn rất nhiều. Dù gặp phải khó khăn thì cũng đều có cách giải quyết một cách nhanh chóng và hiệu quả. Nói chung ấy, trong cái thời gian cuối năm này thì cái chuyện học hành thi cử của những người tuổi Ngọ cũng khá là suôn sẻ. Tuy nhiên, cái sự may mắn thì không quyết định đến cái kết quả của các bạn. Tất cả là đều phụ thuộc vào cái sự nỗ lực cố gắng chinh phục của bản thân. Dù có nhiều cái cơ hội thành công đến với những người tuổi Ngọ trong cái thời gian cuối năm 2024 ấy, nhưng mà cũng không ít những cái hung tinh nó luôn rình rập báo hiệu những cái nguy cơ thất bại đến với bản mệnh.
Vì vậy, những người tuổi Ngọ cần phải đề phòng cái chuyện tiểu nhân quấy phá và vướng phải cái chuyện thị phi không đáng có. Trong những cái tình huống nhạy cảm thì quý vị cũng cần phải để chú ý đến cái cách hành xử, chớ nên nóng nảy mà lỡ lời hoặc là có những cái hành động vượt quá cái giới hạn, dễ gây ảnh hưởng đến cái uy tín và cái sự nghiệp của mình. Bên cạnh đó, vận trình tình duyên của những người tuổi Ngọ vào cái thời điểm cuối năm 2024 ấy thì cũng được nhận định là khá là hài hòa và bình yên. Các bạn nên chủ động hơn trong cái việc tình cảm và có ý thức vun vén cái hạnh phúc của gia đình. Như vậy thì sẽ được tận hưởng nhiều cái phúc đức. Bên cạnh đó, trong thời gian này những người độc thân cũng sẽ được xe duyên và các mối quan hệ cũng sẽ có nhiều cái cải thiện trong thời gian này. Bản mệnh cũng không chỉ làm quen được với nhiều bạn bè, nhiều đồng nghiệp tốt mà còn có cơ hội tiếp xúc được những cái đối tượng khá là lý tưởng. Tuy nhiên, những người tuổi Ngọ còn cô đơn thì cũng nên chủ động làm quen, nói chuyện với đối phương nhiều hơn. Quý vị hãy cứ tự tin thể hiện những cái điểm mạnh của mình và dùng sự chân thành của mình để mà chinh phục. Đấy. Còn với những người mà đã có đôi có cặp hay là đã lập gia đình ấy, thì quan hệ hai người nó thiên về cái sự ổn định trong năm 2024. Quý vị hãy dành nhiều thời gian hơn nữa để mà ở bên cạnh và cùng lắng nghe người ấy chia sẻ, tâm sự với nhau, cùng nhau vượt qua những cái sóng gió. Thưa quý vị, về mặt sức khỏe thì cái phương diện sức khỏe là cái điều mà những người tuổi Ngọ cần phải lưu tâm trong cái thời gian cuối năm này. Khi mà quý vị có nhiều cái dấu hiệu bất ổn về cái thể chất, cần phải đi khám ngay cũng như là lập tức tháo gỡ những cái khúc mắc tinh thần để luôn cảm thấy thoải mái hơn, đấy, yêu đời hơn. Thì ngoài ra cái điểm báo nó cũng cho thấy trong cái năm 2024 ấy, thì gia đình các bạn có thể xuất hiện cái khó khăn, đấy, có thể xuất hiện cái chuyện tăng chế. Vì vậy mà quý vị cần phải để ý đến sức khỏe của những người lớn tuổi trong gia đình nhá. Tránh để tình trạng này nó kéo dài mà lại gì dẫn đến những cái hung họa về sau. Còn với những người thường xuyên phải di chuyển trên đường hay là đi xa ấy, hay là lao động chân tay ấy, quý vị cũng cần phải đề phòng những cái hiểm họa, những cái tai nạn bất ngờ có thể xảy ra. Hãy luôn giữ cho mình một cái sự tỉnh táo, tập trung nhất định, cao độ để tránh xảy ra những cái điều đáng tiếc. Vì vậy, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình thì những người tuổi Ngọ cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 349 119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi, những người tuổi Ngọ, đó là con giáp may mắn thứ 3. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 4 mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn xin được chúc mừng những người tuổi Tý. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong nửa cuối năm 2024 năm Giáp Thìn thì nói chung ấy, bốn con giáp sẽ bước vào cái quỹ đạo của sự giàu có và may mắn. Trong đó, những người tuổi Tý cũng là một trong những con giáp được dự đoán sẽ gặp nhiều cái may mắn phi thường, khiến cho ai cũng phải ngưỡng mộ. Cái sự thông minh và cái sự linh hoạt của những người tuổi Tý cũng sẽ được phát huy, mang lại những cái cơ hội đầu tư phát triển. Sự nghiệp thì không ngờ tới như là một cái lời khẳng định cho những ai mà đã chuẩn bị kỹ lưỡng khi mà cái thời cơ đến. Các bạn sẽ là những người mà đón nhận những cái cơn mưa phú quý đầu tiên. Thưa quý vị, những người tuổi Tý sẵn lòng để nhận những cái hạnh phúc dồi dào trong thời gian cuối năm 2024 này. Nói chung ấy, đây là cái năm cuối của năm tam tai, cũng như là gì cái năm mà được tam hợp với thái tuế nó tương trợ, nó giúp đỡ. Nên là trong thời gian này, cái vận hạn cũng đã bị chiết giảm phần nào. Theo đó mà cái công việc của những người tuổi Tý ngày càng được khởi sắc hơn, tài lộc thì cũng thêm phần thịnh vượng. Quan trọng là bản thân các bạn vẫn phải nỗ lực, đấy, nỗ lực hơn nữa mà thôi. Đâu đó thì vẫn còn một vài cái trở ngại, một vài cái khó khăn mang cái tính chất là thời cuộc đấy. Nhưng mà bằng cái sự linh hoạt và cái sự nhạy bén của mình kèm theo cái chút may mắn đấy. Vậy nên những người tuổi Tý cũng sẽ dễ dàng vượt qua tất cả để mà chinh phục những cái mục tiêu đã đề ra trong cái năm Giáp Thìn 2024. Trong lĩnh vực sự nghiệp thì những người tuổi Tý cũng sẽ có những cái bước tiến triển vượt bậc. Cái sự cần mẫn, cái sự chăm chỉ và cái khả năng của các bạn cũng sẽ được đánh giá cao. Dẫn đến là gì? Cái khả năng thăng quan tiến chức, tăng lương tăng thưởng cũng được mở ra. Đó. Nó sẽ mở ra một cái chân trời mới cho sự nghiệp. Thì đây sẽ là cái thời điểm mà các bạn tỏa sáng và khẳng định cái vị thế của mình trong cái môi trường làm việc. Bên cạnh đó, về mặt tài chính thì những người tuổi Tý cũng sẽ thấy cái ví tiền của mình nó phình to hơn, phình to không ngừng. Trong cái thời gian nửa cuối năm này thì những cái quyết định đầu tư kinh doanh nói chung ấy cũng sẽ mang lại cho các bạn những cái sự thuận lợi đáng kể, kể cả từ chứng khoán, bất động sản hay là những nhiều cái lĩnh vực khác. Thu nhập của các bạn cũng sẽ được tăng lên một cách là ổn định.
từng bước nâng cao cái đời sống kinh tế. Thì ngoài ra những người tuổi Tý cũng sẽ nhận được cái sự giúp đỡ của những người bên cạnh, nên là cái việc kiếm tiền nó càng ngày càng được dễ dàng hơn, thuận lợi hơn. Lời khuyên dành cho những người tuổi Tý trong thời gian này là nên tiết kiệm chi tiêu và có chi tiêu một cách có kế hoạch. Đừng có để cảm xúc nó ảnh hưởng đến cái chuyện làm ăn kinh doanh của mình. Đồng thời trong thời gian này thì quý vị cũng sẽ chú ý giao tiếp với mọi người xung quanh, tránh những cái mâu thuẫn và những cái xung đột không cần thiết. Bên cạnh đó, về mặt tình duyên, những người tuổi Tý sẽ đón nhận niềm vui và hạnh phúc nồng nàn. Còn đối với những người mà đang còn độc thân, có thể các bạn sẽ gặp được một nửa đích thực của cuộc đời mình. Còn những bạn đã lập gia đình rồi sẽ trải qua những cái năm tháng ngọt ngào, sâu đậm bên những người mình thương yêu nhất. Thưa quý vị, cái mối quan hệ vợ chồng sẽ trở nên gắn kết và yêu thương hơn bao giờ hết. Bên cạnh đó, cái sức khỏe của những người tuổi Tý trong thời gian này cũng cần phải chú ý đến cái sức khỏe của tinh thần. Nói chung có thể các bạn sẽ gặp một vài cái bệnh tật đấy, nhưng nếu mà không phát hiện, không điều trị sớm thì nó cũng sẽ gây nguy hiểm đến sức khỏe và đến cái công việc của các bạn. Vì vậy, những người tuổi Tý cần phải chăm sóc cơ thể mình nhiều hơn, tăng cường luyện tập thể dục thể thao và có chế độ ăn uống nghỉ ngơi một cách hợp lý, khoa học, điều độ. Thì ngoài ra, các bạn cũng nên chú ý khi đi lại, khi tham gia giao thông, tránh những cái tai nạn không mong muốn. Dự đoán cái vận trình của những người tuổi Tý vào cái dịp 6 tháng cuối năm ấy, thì nói chung đầu tiên là xét về những người tuổi Tý về tháng 7 âm lịch. Thì nói chung tháng 7 âm lịch nó là tháng thân, thì việc lớn thì dễ thành. Đây là cái thời điểm lý tưởng để mở rộng các mối quan hệ chất lượng, có những cái bước tiến mới trong cái sự nghiệp của mình. Tiếp đến là tháng 8 âm lịch, nó là tháng Quý Dậu, đúng không ạ? Thì cái tài lộc nở rộ, tiền bạc thì cũng sẽ mất đi thì cũng sẽ kiếm lại dễ dàng, chiếm lại được gì cái cơ hội để gia tăng thêm cái may mắn. Những người độc thân thì cũng sẽ gặp được đối tượng yêu đương, và các cặp đôi thì cũng dễ có tin vui về con cái. Tiếp đến là tháng 9 âm lịch, nó là cái tháng xấu. Đi lại quý vị nên cẩn thận, đề phòng bị té ngã, bị tai nạn, hoặc là gì, bị trộm cắp, đúng không ạ? Tiếp đến là tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch nó là tháng Hợi, thì kinh doanh buôn bán trong thời gian này cũng có cơ hội tốt để mà sinh lời, sinh lợi nhuận. Quý vị cần phải đề phòng có kẻ thứ ba chen ngang và phá hoại cái tình cảm hạnh phúc của mình nhé. Tiếp đến là tháng 11. Tháng 11 nó là tháng Tý, nó tháng Bính Tý. Thì trong tháng 11 âm lịch thì tinh thần của quý vị cũng hơi bất ổn một chút, cơ thể thì có dấu hiệu bị suy nhược, cần phải chú trọng nghỉ ngơi, thư giãn và suy tính trong mọi việc quý vị nhé. Và cuối cùng là tháng 12 âm lịch, nó là tháng Đinh Sửu. Trong tháng này thì cái nguồn thu nó mang lại lợi nhuận khủng, tiền bạc thì khá là rủng rỉnh. Thưa quý vị, về vận trình cuối năm 2024 thì những người tuổi Tý thấy rõ cái dấu hiệu khởi sắc trên nhiều cái phương diện từ cái thời điểm này. Nói chung bản mệnh mưu sự thì dễ thành, cần phải tranh thủ nắm bắt lấy cái cơ hội để thành công vượt trội, và sự nghiệp thì có được nhiều cái cát tinh chiếu mệnh. Vậy nên là công thành danh toại, đạt được vạn sự như ý. Vì vậy, để tăng cường cái may mắn cho mình thì những người tuổi Tý cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tý. Đó là con giáp may mắn thứ tư. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về 4 con giáp may mắn nhất trong cái dịp cuối năm 2024. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau. Xin cảm ơn.